Nghiệp của ngày hôm qua bạn không thể thay đổi, nhưng nghiệp của giờ phút này nằm trong tay bạn. Nghiệp hiện tại có thể là nghiệp tự do hay trói buộc. Nếu bạn xử lý khoảnh khắc này theo một cách nhất định, bạn sẽ thoát khỏi mọi thứ của ngày hôm qua. Nếu bạn không xử lý nó theo cách đó, thì nghiệp của ngày hôm qua sẽ cai trị bạn ngày hôm nay, và nó cũng sẽ lại là nghiệp của bạn. Thưa thầy, tôi muốn biết bao nhiêu phần trăm trong cuộc sống của chúng ta bị chi phối bởi nghiệp, và bao nhiêu phần trăm là do ý chí chúng ta quyết định. Tôi đã nghe rất nhiều người nói rằng mọi thứ trong cuộc sống của chúng ta đều bị chi phối bởi nghiệp và những thứ khác, chẳng hạn như những lựa chọn của chúng ta. Vậy chúng ta phải đưa ra lựa chọn như thế nào? Có phải chúng ta đang tạo nghiệp từ sự lựa chọn của mình không? Sadhguru trả lời, đó là do suy nghĩ của bạn, do cảm xúc và hành động của bạn. Đây là cách thức mà bạn hoạt động, phải không? Vì vậy, nghiệp có nghĩa là cho đến bây giờ, bất cứ điều gì bạn đã từng làm, tác động còn lại của điều đó chắc chắn vẫn còn đó đối với cuộc sống của bạn. Nhưng nghiệp của khoảnh khắc này thì nằm trong tay bạn. Nghiệp của ngày hôm qua bạn không thể thay đổi, nhưng nghiệp của giờ phút này nằm trong tay bạn. Nghiệp hiện tại có thể là nghiệp tự do hay trói buộc. Nếu bạn xử lý khoảnh khắc này theo một cách nhất định, bạn sẽ thoát khỏi mọi thứ của ngày hôm qua. Nếu bạn không xử lý nó theo cách đó, thì nghiệp của ngày hôm qua sẽ cai trị bạn ngày hôm nay, và nó cũng sẽ lại là nghiệp của bạn. Bạn thấy đấy, nó vẫn cứ diễn ra như vậy. Xin đừng hiểu nghiệp là một loại hình phạt và phần thưởng nào đó. Nó không phải là như vậy. Chỉ là mọi thứ mà bạn tiếp xúc bằng tâm trí, bằng cảm xúc, bằng cơ thể của bạn, nó sẽ dính vào bạn một chút. Những gì bạn làm nó vẫn còn ở đó với bạn. Bạn nghĩ bất cứ điều gì bạn đã làm hôm qua, nó không có trong ký ức của bạn hay sao? Nó không có trong bộ nhớ của bạn hay sao? Nó không ảnh hưởng đến những gì bạn làm hôm nay sao? Ngày hôm qua bạn đã nghĩ gì? Liệu nó có còn trong ký ức của bạn không? Bạn nghĩ nó không ảnh hưởng đến suy nghĩ và hành động của bạn ngày hôm nay sao? Cảm xúc của bạn thế nào trong ngày hôm qua? Nó không còn lại trong ký ức của bạn chăng? Ký ức không chỉ là ký ức tinh thần. Chúng ta có nhiều cấp độ bộ nhớ khác nhau. Bộ nhớ về mặt cơ thể vật chất, bộ nhớ về mặt tâm trí, bộ nhớ về mặt năng lượng của bạn. Có rất nhiều bộ nhớ đã được lưu trữ khác nhau dành cho năng lượng của bạn, dành cho trí nhớ của bạn. Vì vậy, bộ nhớ này diễn ra một cách tự nhiên. Nhưng tại thời điểm này, nếu bạn trở nên có ý thức, bộ nhớ này bạn có thể sử dụng nó theo bất kỳ cách nào bạn muốn. Bạn có thể nhìn lại cuộc sống của mình và cười vào tất cả những điều ngu ngốc mà bạn đã từng làm. Bạn có thể nhìn lại cuộc đời mình và khóc. Tại sao tôi lại làm tất cả những điều ngu ngốc này? Hoặc bạn có thể nhìn lại cuộc đời mình và học được rằng, được rồi, tôi đã làm tất cả những điều ngu ngốc của ngày hôm qua. Giờ thì điều thông minh nào tôi có thể làm ngày hôm nay? Cùng một nghiệp chướng, nghiệp của ngày hôm qua là nghiệp của ngày hôm qua. Cùng giống nhau là nghiệp của ngày hôm qua. Nhưng nghiệp của giây phút này có thể khác tùy thuộc vào việc bạn hành động có ý thức như thế nào trong giây phút hiện tại, phải không? Nghiệp của giây phút này có thể là nghiệp ngọt ngào hoặc đắng cay. Ngày hôm qua có thể ngọt ngào hoặc cay đắng. Bạn không thể thay đổi điều đó. Bạn có thể thay đổi những gì bạn đã làm hôm qua không? Bạn không thể thay đổi điều đó. Nhưng những gì ngày hôm nay mà bạn tạo ra từ nó, bạn có thể thay đổi. Điều đó luôn nằm trong tay bạn. Luôn luôn và mãi mãi, nó nằm trong tay bạn. Nghiệp là gì? Cuốn sách này sẽ dẫn dắt bạn từng bước vào chủ đề nghiệp. Nghiệp là gì? Nghiệp tích lũy như thế nào? Muôn vàn cách thức định hình nên tính cách con người. Kho lưu trữ ký ức lớn đến không tưởng mà mỗi cá nhân mang theo trong mình, tạo ra vận mệnh của chính mình. Sách kiến tạo bản thân, giải pháp duy nhất cho mọi rắc rối đang hoành hành trong nhân loại là sự tự chuyển hóa. Việc tự chuyển hóa không thể đạt được bằng đạo lý hoặc những quy chuẩn hay những sự thay đổi về mặt thái độ hoặc hành vi, mà bằng việc trải nghiệm bản chất vô hạn của chính con người mỗi chúng ta. Bây giờ là lúc để bắt đầu khám phá môn khoa học đó, vận hành công nghệ đó và bước đi trên con đường đó. Các bạn có thể liên hệ mua sách qua số điện thoại 0939 561 591. Nếu bạn thấy video thật sự hữu ích, hãy nhấn like, bình luận và chia sẻ những điều tốt đẹp này đến với nhiều người hơn. Xin chân thành cảm ơn.